ngày 2 tháng 2 năm 2017 là lễ dạ mõ. Và trước đây sẽ thẩm thẩm vĩnh nó vào đây rồi sẽ thẩm vĩnh ít là khổng lên và đây là cảnh quan ở phía ngoài của nhà trai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.